chỉ số như là Masan, DGC, VIB, Vinamilk hay là Techcombank. Về thanh khoản thì chúng ta có thể thấy đây là thanh khoản ngày hôm nay đạt đến 21.700 tỷ, tăng khá là rõ rệt so với cả hôm qua khi phiên hôm qua chỉ đạt hơn 17.000 tỷ. Phân tích về độ rộng thị trường thì như anh chị có thể thấy ở đây là phiên sáng đã bắt đầu khá là tích cực khi số cổ phiếu tăng là chiếm đến gần 70%, trong khi các cổ phiếu giảm và tham chiếu chỉ loanh quanh tầm 30%. Mặc dù vậy thì càng về sau nhóm cổ phiếu áp lực bán là đã xuất hiện khá là mạnh, khiến cho nhóm cổ phiếu tăng là giảm dần về dưới mức 50% ở bắt đầu từ khoảng độ 10 giờ rưỡi buổi sáng. Và sau đấy là đến áp lực bán này sẽ tiếp tục xuất hiện cho đến cuối phiên, khi nhóm cổ phiếu giảm đã chiếm đến 56%. Về tình hình của khối ngoại trong phiên hôm nay thì như chúng ta có thể thấy là khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ. Các cổ phiếu được khối ngoại mua chủ yếu là VIX với giá trị mua là 265 tỷ, Vinamilk với giá trị mua là 152 tỷ, MB với giá trị mua là 88 tỷ hay là Công Thương giá trị mua là 75 tỷ. Ở chiều ngược lại thì VIX cũng là cổ phiếu bị bán ra khá là nhiều, khi bị bán đến 280 tỷ, dẫn đến giao dịch ròng là bán ra 15 tỷ. Tiếp theo là Vinamilk bị bán ra 144 tỷ, hay Hòa Phát bị bán ra 100 tỷ. Đặc biệt là DGC bị bán ra đến 72 tỷ khiến cho cổ phiếu giảm sàn ngày hôm nay. Tiếp theo em muốn điểm qua phần phân tích về VN30 ạ. Thì như anh chị có thể thấy là VN30 hôm nay VN30 là có thời điểm là tăng rất là mạnh. Nhưng sau đó là đến phiên sáng là bắt đầu từ tầm 10 rưỡi 11 giờ là bắt đầu giảm. Và sau đấy thì mặc dù là có hồi phục nhưng áp lực bán diễn ra khiến cho nhóm VN30 này chỉ tăng 5 điểm tại thời điểm cuối phiên hôm nay. Thì như chúng ta có thể thấy ở đây là MWG là cổ phiếu tăng mạnh nhất, khi tăng đến 5% trong phiên hôm nay. Mặc dù vậy thì ở chiều ngược lại thì nhóm ngân hàng vốn là một nhóm trụ chính là đã tăng, mặc dù là buổi sáng tăng khá là tốt. Như Techcombank đã có thời điểm đạt đến 51,3, hay là STB là có thời điểm đạt đến 27.000 một cổ phiếu. Nhưng sau đấy thì áp lực bán của thị trường đã khiến cho những cổ phiếu ngân hàng quay đầu giảm giá. Và đây là, nếu anh chị nhìn ở đây thì chúng ta có thể thấy là VN30 hôm nay là có 14 cổ phiếu đã là tăng giá, trong khi đó thì tham chiếu là 3 cổ phiếu và giảm giá là 13 cổ phiếu, cho thấy là cái sự phân hóa vẫn đang diễn ra ở nhóm VN30. Và nếu mà chúng ta nhìn cụ thể vào đây thì anh chị cho em một chút ạ. Vâng ạ, nếu mà chúng ta có thể nhìn cụ thể vào đây thì hôm nay khối lượng cho thấy là ở VN Index là khối lượng là rất là lớn, đến 21.000 tỷ so với hôm qua. Nhưng nếu như chúng ta nhìn vào VN30, chỉ số VN30 thì chúng ta có thể thấy là VN30 hôm nay là mặc dù là khối lượng có tăng so với hôm qua nhưng chỉ đạt thanh khoản là chỉ đạt có hơn 7.000 tỷ. Và khối lượng của VN30 thì vẫn là nhỏ hơn so với cả trung bình 20 ngày, cho thấy là chủ yếu là khối lượng giao dịch diễn ra ở nhóm vốn hóa nhỏ, và nhóm VN30 hay là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là vẫn chưa có nhiều sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư trên thị trường. Cụ thể ở đây chúng ta có thể thấy là nến ngày hôm nay, cây nến ngày hôm nay của nhóm VN30 là đã xuất hiện cái bức trên để cho thấy là áp lực bán ở quanh cái vùng 1.465 điểm của VN30 khá là lớn, khiến cho nhóm VN30 chỉ tăng 5 điểm ngày hôm nay ạ. Và em xin được điểm qua những nhóm trụ chính. Thì có 3 nhóm trụ chính em muốn điểm qua ngày hôm nay, đó là nhóm ngân hàng, nhóm VIX, nhóm nhóm Vingroup và nhóm thực phẩm đồ uống. Thì như các anh chị có thể thấy ở đây là nhóm ngân hàng là các cổ phiếu hôm nay là có TPBank tăng khá tốt, khi tăng từ 40.100 lên 41.550. Mặc dù vậy thì chủ yếu là các cổ phiếu ngân hàng là không giữ được cái
cái đà tăng của mình, ví dụ như là đây là Techcombank, STB, MB hay là BID và HD Bank là đều giảm. Và thanh khoản của nhóm cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay như các anh chị có thể thấy là không lớn lắm. Như ví dụ Techcombank là chỉ có 8.600.000 cổ phiếu, STB là được có 12.700.000 cổ phiếu, hay là MBB là được có hơn 11 triệu cổ phiếu, để cho thấy là nhóm ngân hàng là vẫn chưa thu hút được nhiều cái sự chú ý của nhà đầu tư hiện tại. Và nhóm ngân hàng này cũng đang diễn ra cái sự phân hóa, khi mà chỉ có TP Bank, Công Thương và VP Bank là các cổ phiếu tăng, trong khi còn lại là các nhóm giảm. Tiếp theo là đến nhóm Vingroup, thì các anh chị có thể thấy ở đây là nhóm Vingroup hôm nay giữ được cái đà tăng khá là tốt, khi mà Vinhomes tăng 1,7%, VIC là tăng 1,2%, hay là VRE là tăng 1,6%, đóng góp tích cực cho chỉ số ạ. Và cuối cùng là nhóm thực phẩm đồ uống, thì nhóm thực phẩm đồ uống hôm nay là có mã Masan, có nhóm thực phẩm đồ uống là có chủ yếu là mã Masan và mã Vinamilk là giảm, đóng góp tích cực cho chỉ số, trong khi mã SAP là tăng nhẹ trong ngày hôm nay ạ. Để tổng kết thì như chúng ta có thể thấy ở đây là chỉ số VN Index hôm nay mặc dù là có lúc là đã tăng đến 1.360 điểm, nhưng sẽ chia sẻ thêm quan điểm của mình về thị trường cũng như là xu hướng sắp tới của thị trường ạ. Em xin mời anh Văn ạ. Xin chào mọi người. Như vừa rồi thì Khôi cũng đã tổng hợp khá là chi tiết diễn biến của thị trường. Thì nếu như mọi người mà để ý kỹ thì nó sẽ có vấn đề như vậy. Là đây mình xem màn hình. Thì nó sẽ có một vấn đề là nếu mà quan sát thị trường mà trong khung ngắn hơn, ví dụ trong khung giờ, thì các bạn sẽ thấy trên VN-Index thì không check khung giờ được, thì các bạn sẽ thấy một vấn đề như vậy nè. Tức là một phiên trong ngày thứ hai, trong ngày hôm thứ hai thì mọi người đã có một cái phiên là test đỉnh một lần, test cái vùng vượt cản một lần, và sau đó thì thứ ba thì ra các thông tin về Ever Friday, rồi tin về trái phiếu chính phủ Mỹ dự kiến là dừng quy mô thu mua, thì nó dẫn đến là cái tâm lý của thị trường khoán thế giới nó cũng bị ảnh hưởng luôn. Tức là phân lớp tài sản mà liên quan chứng khoán thì nó bị ảnh hưởng rất là mạnh. Chút xíu nữa thì chúng ta sẽ đi kiểm tra cái nhóm mà thị trường khoán thế giới. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là khi mà lượng mua ở đây T2 dồn lên lại thì các bạn sẽ thấy là đối với nhà giao dịch đó, trong giai đoạn ngắn hạn hiện tại không có xu hướng. Trong giai đoạn hiện tại không có xu hướng. Alo, ừ. Anh Văn, anh có thể xem màn hình không ạ? Cái màn hình chưa nhìn thấy màn hình gì nhỉ? Ồ. Anh xem nó đang ở phần chat rồi nhỉ? Phần chat team của anh rồi. À, nhầm. Sorry. Anh xem lại màn hình giúp em ạ. Tắt xe. Đây. Rồi, sorry mọi người xíu. Đó, thì nếu như để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy là thứ sáu, thứ hai là một cái đỉnh, hôm nay thứ ba, thứ tư, thứ năm, thì đến dạo quanh đây và trong khoảng từ đầu tháng 9, từ tuần đầu tiên của tháng 9 cho đến bây giờ thì hầu như là thị trường khoán đang trong kênh sideways. Và mọi người sẽ để ý thêm một chi tiết nữa là các thông tin về sắp tới, là có thông tin về vĩ mô của Việt Nam, các thông tin về hiệu ứng của phân lớp tài sản cổ phiếu, ví dụ như là của Ever Friday cùng Trung Quốc, rồi các thông tin từ Fed công bố, thì nó dẫn đến là cái trạng thái này nó sẽ duy trì cái gì? Các thông tin là duy trì cái đà đi ngang là chính. Nên dẫn đến cái giai đoạn hiện tại, mình không biết là các bạn có gặp tình huống này không, là các bạn cứ thấy mà mua vượt đỉnh là các bạn sẽ bị cắt lỗ.
mà đặc biệt là mua cứ T2, T2 thì T1, T2 thì còn lời và T3 thì lỗ. Thì ở đây bổ sung thêm cái thông tin nữa. Nếu như các bạn chia thị trường ra thành 3 phân lớp cổ phiếu là nhóm vốn hóa lớn, nhóm mid cap và nhóm vốn hóa nhỏ là là penny, là gọi là small cap, thì các bạn sẽ thấy hôm nay á, thì trên báo VN Economy thì nó có một cái bài đưa tin là xử lý nghiêm các trường hợp thao túng cổ phiếu và làm giá. Thì các cổ phiếu đầu cơ chao đảo ngay lập tức sau thông điệp giảm giá này. Thì hồi nãy thì Khôi đã chia sẻ thông tin đó rồi, chia sẻ cái nhóm mà cổ phiếu mà nó đang bị giảm sàn rất là nhiều, đa số nó nằm ở bên đi. Và thực ra nếu các bạn mà follow các chia sẻ từ những người mà có kinh nghiệm á, thì họ đều nói cái đà tăng giá của nhóm cổ phiếu Penny nó đã over rất là nhiều rồi, nó đã vượt vượt định mức rất là nhiều rồi, nên cái việc mà các bạn mua đuổi hoặc là cố gắng là tranh thủ cơ hội ở nhóm cổ phiếu Penny nó dẫn đến là có những cái tình huống mà rủi ro khi nó quay đầu, đặc biệt là nếu như ở đây, tại vì ở đây trên bảng giá của VND nó không có cái tách ra cái nhóm của VN Small Cap, nên là nếu các bạn sẽ để ý là thường á, mình chia sẻ một kinh nghiệm đối với mọi người luôn, thường cái tháng của cuối quý á, ví dụ tháng của cuối quý 3 là tháng 9 đúng không, thì từ nửa tháng, ví dụ từ đầu tháng 9 cho đến cuối tháng thì nó sẽ có khoảng trống thông tin. Ở giai đoạn tháng 1 cũng vậy, từ quý 1 cũng vậy, từ tuần đầu tháng 3 cho đến hết tháng 3 thì nó sẽ bị trống thông tin về cái khoản doanh của các doanh nghiệp, nên sẽ là thời điểm thường là cổ phiếu penny nó hay chạy. Mà tâm lý của nhà đầu tư thì thường là hay bị sợ bỏ lỡ các cơ hội ấy. Thường hay sợ bị bỏ lỡ các cơ hội, nên dẫn đến là mình cứ bị FOMO trong chuyện đó, dẫn đến là cái tâm lý của mình nó luôn dao động. Trong khi bản chất chính, nếu mà nhà đầu tư mà gọi là tự có kinh nghiệm, họ sẽ thấy là thị trường đang trong giai đoạn sideways. Và thống kê từ trên fan thì các bạn sẽ thấy là ở đây thì nó có cái phần là nhà đầu tư nước ngoài, thì hầu như là nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng rất là nhiều. Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng rất là nhiều. Đây, thì những cái chia sẻ của Khôi thì nó mang tính chất rất là sát với cái diễn biến thị trường. Thì anh cập nhật thêm một số thông tin như vậy nha Khôi. Em cảm ơn anh chia sẻ của anh Văn nhiều ạ. Sau đây thì sẽ là phần hỏi đáp Q&A ạ. Thì các anh chị có câu hỏi gì thì các anh chị có thể chat vào để anh Văn có thể chia sẻ quan điểm của mình ạ. Chào mọi người có thể là cần tư vấn những cơ hội giao dịch hoặc là đánh giá về trạng thái một số nhóm ngành, nhóm cổ phiếu gì đó thì mình cứ chia sẻ, thì mình và Khôi thì sẽ cùng hỗ trợ với mọi người để cùng giúp cho mọi người trong quá trình giao dịch nó thuận tiện hơn. Một câu hỏi rất hay là mình giữ tiền hay mua gì không ạ? Rồi câu hỏi của bạn Quý Nguyễn là giờ mình nên giữ tiền hay mua gì không ạ? Nếu như mình đặt ra trường hợp, nhưng mình đặt ra hai trường hợp cho các bạn lựa chọn. Nếu như các bạn là người mà đầu cơ giá trên thị trường hiện tại, thì để mình đầu cơ giá thành công thì mình phải có những cái gọi là cái xu hướng, xu thế. Thì bây giờ xu thế nó chỉ nằm ở chính là nhóm big cap và nhóm penny. Mà cái tiềm ẩn rủi ro của giao dịch những cổ phiếu đó đòi hỏi là các bạn phải có năng lực đầu tư cao nữa, năng lực giao dịch rất tốt nữa. Nên nếu như các bạn không có lợi thế cạnh tranh ở đó thì tốt nhất là nên né hẳn ra và hãy chờ cho phân lớp cổ phiếu mà đầu tư á, nó thích hợp, nó tạo một xu hướng mới để các bạn tiếp tục giao dịch ở đó. Còn nếu mà xem xét các bạn là một nhà đầu tư thì bắt đầu chờ đầu tư, thì đạt định giá của các cổ phiếu ở nhóm ngân hàng đã chiết khấu giảm khoảng 20% so với tự định xuống, thì bây giờ thì đang có những cái tín hiệu tích cực. Ví dụ hôm nay nổi bật nhất của hôm nay là Tiên Phong Bank đúng không? Tiên Phong Bank là tăng khoảng 3.6%. Thì bây giờ Tiên Phong Bank thì câu chuyện của nó sẽ liệt kê ra như sau, là đang vừa phát hành thành công khoảng 100 triệu cổ phiếu, dẫn đến là cái lượng cổ phiếu mới khi lưu hành thành công thì sẽ hở room cho nhà đầu tư nước ngoài. Thì khi hở room cho nhà đầu tư nước ngoài thì nó sẽ kéo giá lên nữa, cái lực cầu mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ kéo giá cổ phiếu lên nữa, nên là dẫn đến tổng hợp là khi mà các bạn quan sát nhóm ngân hàng, các bạn thấy ổn sao Tiên Phong Bank tăng mạnh như vậy, và các
call buy của research cả trong tiếng khoán thì cũng đẩy giá của Tiên Phong Băng lên rất cao. Thì quay lại cái câu trả lời câu hỏi trực tiếp vô câu trả lời của bạn là nên giữ tiền hay mua gì, thì mình sẽ nghĩ là bạn nên có cái định nghĩa thật sự rõ về các cơ hội giao dịch mà nó phù hợp với năng lực đầu tư của bản thân. Còn nếu ví dụ như mình thì mình hoàn toàn là đi theo tỷ lệ 50% mình đang giao dịch, và cái phần đó là tập trung vào những cổ phiếu mà theo xuống mạnh để mình giao dịch. Còn đối với những trường hợp mà đầu tư á, thì mình đang mua rải cái nhóm cổ phiếu hàng đầu, thì bên trung tâm tư vấn đầu tư thì vẫn chia sẻ cái danh mục cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu giá trị cho các anh chị và các bạn. Các anh chị có thể follow những cái kênh đó thì các bạn sẽ biết được những cổ phiếu mà các bạn có thể tích sản. Đó, thì đó chia sẻ câu hỏi đầu tiên của bạn Quý Nguyễn về giữ tiền hay là mua gì không ạ? À, xin cảm ơn anh Văn về quan điểm về trong xu hướng thị trường hiện tại thì mình nên giữ tiền hay mua. Tiếp theo là nhà đầu tư có câu hỏi về nhận định của anh Văn về mã AA. AA thì mang tính chất là mình xin phép chia sẻ nha, trên trang AMI đi. AA đi. Ví dụ AA thì mọi người sẽ phải được nhập với điều một điều của mình là cổ phiếu này là cổ phiếu thuộc gì? Thuộc nhóm ngành là không thỏa điều kiện về các cơ hội về cơ bản đâu. Tức là cái ngành nghề này và tính chất của ban lãnh đạo thì ở VND sẽ có lọc ra một cái dạng là danh mục ngành dừng nên sẽ là không có tham gia đầu tư cổ phiếu này. Còn nếu mà xét về xu hướng thì xu hướng này hơi yếu, xu hướng này sẽ hơi yếu để mà các bạn có thể giao dịch được, nên dẫn đến là hiện tại nếu mọi người mà giao dịch cổ phiếu A thì mình nghĩ là mình nên là các bạn hãy dần dần là thoát ra khỏi cổ phiếu A về giao dịch ngắn hạn nha, để tìm kiếm những cơ hội nó rõ ràng hơn. Ở VND có danh mục ngăn dừng thì giúp cho bạn follow những cơ hội nó dễ hơn. Cảm ơn nhận định của anh ạ. Tiếp theo là nhà đầu tư Thạch có câu hỏi là nhận định của anh về ngành thép và đầu tư công sau dịch thì sẽ diễn biến như thế nào? Câu hỏi rất là hay. Nếu như mọi người để ý ngành thép nè, mình sẽ bật cho các bạn những cổ phiếu mạnh nhất của ngành thép, ví dụ Hoa Sen nè. Hoa Sen thì nếu như xét một chặt tháng các bạn đang thấy ở đây thì các bạn thấy là chặt tháng của Hoa Sen vẫn đang xuống tăng lên, rồi Nam Kim vẫn đang xuống tăng lên và Hòa Phát thì vẫn đang xuống tăng lên trong dài hạn, thì nó dẫn đến là gì? Đây là những cái cơ hội mà đầu tư nó theo theo chu kỳ ngành vẫn đang còn đang tiếp diễn, đầu tư và giao dịch luôn vẫn đang tiếp diễn, và dẫn đến là ở đây hoàn toàn là một cái cơ hội để các bạn tiếp tục follow nhóm ngành này để các bạn giao dịch. Còn đối với trạng thái đầu tư công á, thì mình nhớ là có số liệu research của bên VND, của bên VNDirect đang làm, thì nó dẫn đến là cái tình hình giải ngân đầu tư công đến giờ mới ở mức khoảng 20-mấy% thôi. Nên đa số cái doanh nghiệp mà tăng theo đà của đầu tư công là do gì? Do sự kỳ vọng của nhà đầu tư cá nhân nhiều hơn so với thực tế mà số tiền đang giải ngân vào đầu tư công. Đó, thì dẫn đến là các bạn phải điều chỉnh một xíu gì? Cái sự kỳ vọng của bản thân với lại số liệu thực tế của doanh nghiệp nó đang thực hiện được như thế nào. Thì ở đó thì mình chia sẻ là hiện tại là nhà đầu tư kỳ vọng vào chuyện này nó hơi nhiều hơn so với thực tế. Ví dụ như PLC là công ty mà liên quan đến sản xuất nhựa đường để thi công đường, thì các bạn thấy là kỳ vọng của nhà đầu tư về cái doanh nghiệp này là rất nhiều ở mạng khi mà thực hiện đầu tư công để kích thích kích cầu nền kinh tế. Nhưng mà đến bây giờ số liệu kinh doanh thì thực sự là các bạn sẽ check trên đây nè. Đi stock thì các bạn sẽ ra được kết quả doanh của PLC, ví dụ PLC cho mọi người coi. Theo như các bạn thấy cái bảng đánh giá của PLC thì các bạn sẽ thấy là điểm số trung bình của nó là 3.6 trên 10. Thì ở đây các hệ số của nó ví dụ như là hệ số tỷ suất sinh lời nè, rồi tốc độ tăng trưởng chỉ có 3 điểm thôi. Nó dẫn đến là cái kết quả kinh doanh của PLC thật sự là nó chưa có tương xứng với cái kỳ vọng mà mọi người đang đặt ra cho PLC. Thì ở đây là một cái trang web mà đánh giá về cơ bản của VND xây dựng lên là D-Stock, và mọi người tham khảo phần D-Rating này nè để kiểm tra cái chất lượng của doanh nghiệp, chất lượng theo phân tích của VND nha, là doanh nghiệp nó có phù hợp để các bạn đầu tư hay không. Và khi như vậy xong thì các bạn sẽ kiểm tra là với số liệu thực tế về đồ thị giá, thì bạn thấy giá nó tăng quá mức so với thật sự là lợi nhuận của doanh nghiệp nó có tạo ra hay không. Nên dẫn đến là
đây là một ví dụ tiêu biểu của việc là kỳ vọng quá mức vào đầu tư công. Nên như nó là đầu tư công cơ bản là như mình nghĩ là chủ yếu là để đầu cơ giá thôi, chứ còn số liệu thì nó chưa thực sự có. Đây câu trả lời của mình đối với bạn thật thật nhé. Cảm ơn anh Văn về phần câu trả lời về nhận định về ngành thép và đầu tư công, cũng như là giới thiệu về cái sản phẩm D-Stock để cho nhà đầu tư có thể đưa ra được cái quyết định của mình, những cái phân tích của mình về về cổ phiếu trước khi đưa ra cái quyết định đầu tư. Tiếp theo là nhà đầu tư Z-Link có câu hỏi cho anh Văn là khi nào cổ phiếu chứng khoán lên đỉnh ạ? Theo xu hướng của cổ phiếu chứng khoán sẽ như thế nào? Mình sẽ nói với bạn một điều như vậy. Cổ phiếu chứng khoán đang lên đỉnh. Hầu như các cổ phiếu chứng khoán đều đang lên đỉnh hết. Ví dụ như cổ phiếu của chính VND thì các bạn sẽ thấy là VND tăng giá từ đầu năm 2020, từ tháng 11 2020 là giá khoảng giá sau chia nha. Giá sau chia là giá từ 11 cho đến bây giờ là giá 55, giá 53. Và các bạn thấy nếu mà theo chặt tháng á, theo chặt tháng như vậy thì các bạn thấy là hầu như giá vẫn tiếp tục đang lên, vẫn chưa dừng, vẫn chưa giảm. Chỉ có một tháng như là tháng 1 giảm thôi, tháng 1 năm 2021 giảm theo đà giảm của thị trường, còn lại vẫn đang lên. Thì hỏi là cái xu thế này mình phân tích dựa trên những gì mình đang thấy, chứ mình các bạn đừng đi dự báo. Các bạn mà giao dịch đó, hãy giao dịch theo những gì mình đang thấy của thị trường. Thì VND vẫn đang là tăng vượt đỉnh. Còn nếu như các bạn so sánh nhóm mà top những cổ phiếu mà hàng đầu của chứng khoán, ví dụ SSI nữa, thì bạn thấy vẫn là một tuần, một tháng đúng không, này giảm có 1.1%. Rồi HCM thì cũng là một tháng đang tăng 0.9%. Rồi của VCI, chứng khoán VCI, chứng khoán Bản Việt thì tăng 5%. Vậy những các bạn sẽ thấy để ý là hầu như là nhóm top, top 4, top 5 gì đó, nó tăng ít. Nhưng mà nếu các bạn để ý sang nhóm mà nhóm chứng khoán mà gọi là vốn hóa nó nhỏ hơn chút xíu, thì các bạn sẽ thấy mức độ tăng giá nó mạnh mẽ hơn. Ví dụ ở đây mình sẽ được kêu là VDS, chứng khoán Rồng Việt, thì chứng khoán Rồng Việt tăng 9%. Hoặc chứng khoán FPTS, FTS là chứng khoán FPT, thì cái đà tăng của nó sẽ mạnh hơn. Tại vì nó sao? Tại vì trong tháng này thì dòng cổ phiếu liên quan đến nhóm Midcap và Penny, cái tính chất đầu cơ nó mạnh mẽ hơn, và dẫn đến là nhóm chứng khoán luôn là cũng phân hóa ra là nhóm nào mà thuộc vốn hóa nó quy mô trung bình nhỏ và thanh khoản nó tương đối, thì cái mức độ đẩy giá của nó sẽ mạnh hơn. Còn những nhóm mà cổ phiếu lớn như là VND, như là SI, như HCM, VCI, thì cái mức độ mà nó tăng giá sẽ tạm dừng, nó nghỉ ngơi xuống, nhưng đà nó vẫn tăng. Và nếu mà nói về triển vọng kinh doanh của ngành chứng khoán, thì ngành chứng khoán hiện tại vẫn là một trong ngành tăng trưởng và hàng đầu của ngành hiện tại luôn. Nên là các bạn nếu mà đang giữ danh chứng khoán thì các bạn follow, đầu tư dài hạn cũng được mà giao dịch ngắn hạn cũng được. Đó là cái chia sẻ quan điểm của mình. Dạ vâng, xin cảm ơn quan điểm của anh Văn là thị trường chứng khoán, các cổ phiếu chứng khoán hiện tại vẫn đang ở đang là giao dịch ở trên cái vùng đỉnh ạ. Thì nhưng mà nhà đầu tư Hữu Khánh thì lại có câu hỏi là thế thì các trong cái điều kiện hiện tại thì thị trường là đã mấy lần là có những cái phiên là rung lắc khá là mạnh rồi ạ, thậm chí là giảm đến mấy chục điểm, thì nhà đầu tư Hữu Khánh có hỏi là liệu thị trường có sập được không ạ? Câu hỏi rất hay. Thực ra là nếu như anh chị em nào mà giao dịch từ hôm nay á, thì lỡ thì mình bật cái này thì các bạn mới, tại vì mình xin phép là mình xỉu admin một chút xíu, vì mình bật khung giờ ra cho các bạn dễ thấy. Thì các bạn sẽ thấy là đây là VN-Index là bật lên đúng không? VN-Index là bật lên. Thì khi VN-Index bật lên như vậy xong thì các bạn sẽ thấy gì? Nhóm hôm nay là hôm nay khô có thấy là VN30 tăng không? Đúng không? Vâng. VN30 tăng. Nhưng mà nếu mà xét ra fan thì các bạn sẽ thấy là thực ra VN30 tăng nhưng mà nhóm số lượng cổ phiếu sẽ giảm nhiều. Các bạn sẽ thấy nó có cái gì đó sai sai đây. Nó có 7 không? Có 7. Gọi là 7 giao dịch. Tức là khi mà VN30 tăng theo như trên Finance Dashboard. Đây các bạn bật VN30. Các bạn sẽ thấy VN30 tăng. Nhưng mà thực tế số lượng cái biến động này nè, số lượng cổ phiếu giảm nó lại chiếm nhiều hơn. Thì nó quy ra một điều vậy nè. Nó quy ra một điều là các bạn
thấy là kênh giá đang là kênh sideways, kênh giá của index đang là kênh sideways, và nó dẫn đến là nó cần có cái gì, cần có những cú bẫy để thu hút dòng tiền nhà đầu tư nhỏ vào lúc mà mình cảm thấy mình hưng phấn, mình vào khi mà giá đang tăng để người ta bán. Và nó xảy ra tình huống đó ở rất nhiều cổ phiếu trong ngày hôm nay. Mình thấy rất nhiều cổ phiếu trong ngày hôm nay. Ví dụ hôm nay thì có một cổ phiếu du lịch nổi bật nhất là KBC. Và KBC hôm qua là do thông tin liên quan đến ký với Qualcomm khi mà chủ tịch nước đi qua bên Mỹ và ký các hợp đồng. Thì ngay từ đầu phiên, đây là chặt giờ của KBC, ngay từ đầu phiên KBC đã xe tăng trần luôn. Và sau đó cứ giảm dần dần dần. Đó. Thì đó là tâm lý của mọi người bị sao? Mọi người bị, hiện tại tâm lý của mọi người bị dồn nén quá lâu rồi, dẫn đến mọi người bị rất là kiểu là có cơ hội đến là mọi người phải mua liền, có cơ hội đến mọi người phải mua liền. Và trên thị trường nó gọi tâm lý, nó gọi tâm lý FOMO. Nên là trong giai đoạn thị trường chưa thuận lợi, tâm lý càng FOMO thì nó càng rủi ro mọi người rất là nhiều. Và đặc biệt nếu mọi người để ý nha, những phiên mà buổi sáng á, thường cứ ATO là buổi sáng là thị trường tăng giá, nhưng mà đến 10 giờ là thị trường giảm giá, sau đó nó tăng lên được xíu, nó đi ngang, xong rồi đến đầu giờ chiều nó sẽ tăng chút xíu, nó theo đúng kiểu vậy nè, tăng lên rồi xong giảm xuống, hôm qua là giảm xuống đó, xong rồi hồi đi ngang xíu tăng rồi lại đạp xuống lại hồi. Tức là thị trường liên tục thực hiện những cái điều này. Tại vì sao nó phải làm như vậy? Tại vì nó biết là trong giai đoạn hiện tại dòng tiền rất là yếu và GDP sắp tới dự báo sẽ âm, GDP quý 3 sẽ âm, nên dẫn đến là cái triển vọng về lợi nhuận quý 3 của tất cả các doanh nghiệp trên sàn đều sẽ sụt giảm hết, thì không có động lực đủ mạnh, dòng tiền đủ mạnh để mà đẩy thị trường chứng khoán lên. Nên dẫn đến là khi mà giao dịch trong ngắn hạn thì sẽ có những cái thủ thuật gọi là để bẫy nhà đầu tư cá nhân mà non kinh nghiệm để mà người ta giao dịch thành công hơn. Đó thì chia sẻ như vậy. Thì dẫn đến là mọi người khi mà giao dịch, mọi người hãy cẩn trọng các bẫy tăng giá hoặc cẩn trọng các bẫy giảm giá. Tức là ví dụ như hôm VNDAX đi, VNDAX bật, thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như ngày hôm thứ 3 thì các bạn thấy không, bán mạnh xong mọi người từng gãy là mọi người thi nhau ra bán thì nó hồi lên lại, và nó hồi từ 1330 điểm lên tới 1360 điểm luôn, một gap 30 điểm luôn. Tức là dần dần là lúc thì mình quá sợ, lúc thì mình quá tham, nên như thế là mình bị bẫy liên tục. Khôi thấy anh chia sẻ góc nhìn như vậy thì Khôi có bổ sung gì thêm không? Em nghĩ là em đồng ý với anh Văn, tại vì em cũng có cảm giác như là giai đoạn này là nhà đầu tư khá là nhạy cảm với những thông tin trên thị trường. Ví dụ như là em thấy có cái case của Evergrande mới xảy ra gần đây, thì mặc dù là Evergrande thì là ở Trung Quốc và mình cũng chưa đánh giá được cái ảnh hưởng của Evergrande nếu nó có phá sản thật thì như thế nào, nhưng nhà đầu tư thì cũng có khá là nhiều những cái phản ứng với cả một cái tin như thế, thì để cho thấy là cái thị trường hiện tại là tâm lý của nhà đầu tư là đang khá là nhạy cảm đối với cả những cái luồng thông tin khác nhau. Nó diễn giải theo một cái trạng thái là mọi người hiện tại mọi người đang bị chống thông tin, đang bị chống thông tin rất là nhiều, nên dẫn đến là mọi người thấy xung quanh cổ phiếu của Penny tăng CE lên, xong là mọi người bắt đầu là chết rồi, danh mục của mình toàn là ngân hàng, chết rồi, danh mục của mình toàn con vốn hơi lớn, sao nó chẳng tăng gì. Cái bắt đầu mọi người là bị FOMO xíu, và mỗi ngày mọi người đều nhìn thấy tài khoản của nó giảm xíu và thấy đột nhiên nó tăng lên là mọi người phải làm gì, ôi phải mua gấp, không mua thì mình sẽ lỡ, nhưng mà mua xong thì tê cộng về nó không kịp, và mọi người phải, mà đặc biệt á, khi mọi người bị lỗ trong ngắn hạn mọi người không bán, nhưng mà gặp tin xấu đến xấu quá thì mọi người sẽ bán, mà tốt quá thì mọi người sẽ mua. Nó nghĩa là mọi người sẽ thường xuyên bị lỗ trong những giai đoạn mà thị trường nó không có thuận lợi, nó không có xu thế lớn. Đó, thì ở đây thì sẵn tiện thì mình chia sẻ những kinh nghiệm giao dịch cho mọi người nha. Để làm sao gọi là thị trường thuận lợi? Thị trường thuận lợi nghĩa là mọi người phải có một cái xu hướng nó rõ ràng. Ví dụ đây VNDAX, các bạn bật khung giờ lại, khung ngày lại, các bạn thấy không? Đây mình xóa mấy cái đây mới là cái giờ này. Các bạn nên coi là giờ rõ ràng, một cái xu thế tăng nó rất là rõ. Còn hiện tại ấy, nếu các bạn thấy như vậy thì các bạn sẽ có, nếu các bạn mà có kinh nghiệm mà sử dụng TA một chút xíu, các bạn đơn giản các bạn sẽ làm cái gì? Đây là một đỉnh, đây là một
đỉnh cao đúng không? Đây là một đỉnh tiếp theo. Và ngược lại các bạn sẽ thấy là band, Bollinger Band giao dịch nó rất là co hẹp lại. Nên là cơ hội ở đây nó sẽ không nhiều. Cổ phiếu nó không đủ mạnh để nó vượt ra khỏi cái band này đâu. Động lực của nó không có. Nên là các bạn phải để ý thật sự kỹ. Đặc biệt như nếu VN30, VN30 là cái nhóm mà nó dễ bị FOMO nhất. Tại vì nhà đầu tư cá nhân giao dịch ở nhóm cổ phiếu lớn rất là nhiều. Đây, bật lên kéo lại, bật lên kéo lại. Tức là tâm lý của mọi người sẽ bị ảnh hưởng đây. Đó, mình chia sẻ như vậy để mọi người có thể là cải thiện thêm về cái tâm lý giao dịch của mình. Rồi cải thiện thêm về cái chiến lược giao dịch của mình cho nó phù hợp. Trong giai đoạn mà thị trường sideways thì mọi người đừng bao giờ mua breakout hết. Đừng bao giờ mua đủ giá. Mua kiên nhẫn, mua từ từ, từ tốn. Còn nếu trong thị trường mà xuống tăng như vậy nè, thì các bạn mua chiến lược mua như vậy nó sẽ hợp lý. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Thế thì nhà đầu tư Thanh Thảo cũng có một câu hỏi là sau khi anh chia sẻ về cái nhận định hiện tại khi thị trường các nhà đầu tư đang rất là có xu hướng là FOMO và nhạy cảm với thông tin, vậy thì cuối năm thì là có những nhóm ngành nào nổi bật hơn cả để mình có thể đầu tư vào được ạ? Câu hỏi này á, thực ra là y như hôm qua anh Du anh có chia sẻ rồi. Thực ra các bạn sẽ gặp mình hàng ngày, gặp các anh chị em hàng ngày để mà tư vấn về giao dịch. Nên nếu mà các bạn mà nhìn một cái khía cạnh bức tranh xa thì nó sẽ liên quan đến một buổi workshop nào đó mà mình phân tích về ngành, phân tích về thị trường ở view nhìn lớn hơn. Hoặc các bạn sẽ tham gia cái chương trình của VN Direct thì nó có chương trình tư vấn đầu tư, các chia sẻ về kinh tế vĩ mô thì cái đó nó sẽ phù hợp hơn. Nhưng ở đây thì mình sẽ gợi ý cho mọi người xíu nha. Thì thực ra các bạn chỉ cần là biết cách đọc chart của các nhóm ngành. Ví dụ như đây là chart của nhóm ngành IT, nhóm ngành công nghệ. Thì khi mà các bạn đọc một cái chart như vậy, các bạn thấy ở xuống tăng. Xuống tăng, ở chart này có gì? Các bạn hãy nhớ là quan trọng nhất là tài sản nó vẫn tăng giá liên tục cho các bạn. Vẫn tăng giá liên tục cho các bạn. Thì đó là loại tài sản tốt. Và nhóm cổ phiếu cũng vậy. Nhóm cổ phiếu cũng vậy. Các bạn cứ tăng liên tục thì nó sẽ tốt. Và đây là nhóm công nghệ tốt. Vậy công nghệ ở đây có gì? Có FPT. Rồi đến với ví dụ consumer đi. Consumer mà dạng là bán dùng hàng tiêu dùng không thiết yếu. Ở đây các bạn sẽ thấy cái này vẫn duy trì xuống tăng. Vậy cái này sẽ là đâu? Là MWG. Chắc chắn MWG. Đó là một gợi ý thứ hai. Rồi dẫn đến là gì? Nhóm tiếp theo, ví dụ như các bạn sẽ thấy là material. Là cái này. Là nhóm ngành liên quan đến là sắt thép ở đây có. Thì ở đây dẫn đến là các bạn chỉ cần là biết cách xem cái chỉ số tổng hợp thì các bạn sẽ ra cơ hội. Đó. Còn nếu mà các bạn muốn phát triển cái năng lực đầu tư rõ hơn á, thì các bạn nên học hoặc tham gia các cộng đồng đi inside nè, nghe chương trình đi inside nè, chương trình tích sản, cộng đồng tích sản nè, để ở đó sẽ thiên hướng cho các bạn một cái bức tranh nó thật sự rõ hơn về đầu tư dài hạn. Ở đây thì mang tính chất là kỹ thuật, phân tích kỹ thuật để giúp cho các bạn thấy vấn đề thôi. Thì đây các bạn sẽ thấy là ví dụ ở đây là chỉ số VN Small Cap hồi nãy giờ mình nói, hôm nay nó giảm rất mạnh, hôm nay giảm 1.3%. Còn nếu mà xét về VN-Index, VN30 Index thì đi ngang. Còn Mid-Cap đâu rồi? Đây là Mid-Cap thì các bạn thấy nó đang đà. Đó thì những cái chia sẻ như vậy là chỉ cần các bạn theo dõi chỉ số tổng hợp thôi. Đây là chỉ số đại diện cho nhóm ngành ngân hàng đang đi ngang. Thì dẫn đến là các bạn chỉ cần biết đâu là những cái formula về cơ hội thì các bạn sẽ hình thành được cái cách tiếp cận nó dễ dàng hơn. Thì VND sẽ dần những anh chị em mà đồng hành giao dịch cùng mọi người á, thì trong chương trình này sẽ dần dần là hướng dẫn cho mọi người biết cách là tiếp cận như thế nào là một cơ hội giao dịch ngắn, hoặc là cái cách chiến lược để đi cùng với thị trường nó phù hợp hơn. Dạ vâng ạ. Có hai nhà đầu tư là có thắc mắc là về nhóm cổ phiếu phân bón á, thì nhóm cổ phiếu phân bón hiện tại là đang giao dịch ở vùng đỉnh như là đạm Cà Mau hay đạm Phú Mỹ hay là phân bón Bình Điền, thì quan điểm của anh Văn về xu hướng giá của nhóm cổ phiếu phân bón trong thời gian tiếp theo sẽ như thế nào ạ? Nhóm cổ phiếu phân bón thì đang điều chỉnh, đơn giản là đang điều chỉnh. Ví dụ DCM là thấy điều chỉnh nè. Đạm Phú Mỹ cũng đang điều chỉnh. Mình nhìn thấy rất rõ đúng không? Mình chỉ nói điều chỉnh chứ nó không giảm. Nhưng mà có một điều khi mọi người lưu ý, tại mình chỉ nói khía cạnh cơ bản sơ lược, khi mọi người xử lý thì mọi người sẽ bắt đầu mọi người lên trang B-Stock này của VND. Mọi người so sánh nè.
DCM. Các bạn vô DCM các bạn sẽ có là dữ liệu, ví dụ đây các bạn sẽ đọc thông số đây BW7 IBS 1.4 1431 và cổ tức là 2.4%. Đây là một số thông số cơ bản nha. Rồi nếu các bạn đọc thông số ở đây nữa là D-rating là 7.1 thì ở đây mạnh nhất là sức khỏe tài chính, vị thế doanh nghiệp, rồi cam kết với cổ đông. Thì đến cái phần qua đạm phú Mỹ đây thì các bạn sẽ thấy là đạm phú Mỹ B12 rẻ hơn, EPS cao hơn 2.9, cổ tức cao hơn nữa. Vậy chỉ cần là ngó về mặt cơ bản một xíu, biết cách đọc chỉ số tài chính xíu là các bạn mới thấy là hóa ra là đạm phú Mỹ có vẻ rẻ hơn. Rồi dẫn đến là các bạn coi thông số đây nữa, nó có xem nhau đi rating của VND, bộ chỉ số VND các bạn 7.1 ở xem nhau, sức khỏe tài chính cũng 10, vị thế trong ngành cũng cao và cam kết với cổ đông cao hơn so với DCM. Như vậy xong thì các bạn sẽ thấy là cùng là điều chỉnh hết, DCM cũng điều chỉnh, đạm phú Mỹ cũng điều chỉnh, thì các bạn nên lưu ý thằng nào? Nên lưu ý đạm phú Mỹ hơn, vì đạm phú Mỹ cũng đang xuống. Nếu mà bật một cái khung tháng lớn hơn thì các bạn thấy là đạm phú Mỹ vừa mới tăng qua cái kênh giá, gọi là kênh giá trong vòng mười mấy năm của đạm phú Mỹ, và đà tăng vẫn đang còn, nó mới chỉ là một nhịp nghỉ khoảng một tháng nó trở lại thôi. Thì giá đến đây đang định giá rẻ hơn 50% so với DCM, thì mình cứ thử coi coi, mà thằng này tỷ lệ trả cổ tức đang cao hơn thì biết đâu thằng này là một cơ hội các bạn vừa đầu tư vừa đầu cơ trên nó, thanh khoản cũng rất tuyệt vời, thì cứ follow cái này. Còn đối với cổ phiếu nhỏ hơn như BFC thì mình nghĩ là nó bị hạn chế bởi vấn đề thanh khoản và cái trạng thái điều chỉnh này nó rất rủi ro cho mọi người. Còn LAS thì nó quy mô nhỏ quá nên là mọi người đừng quan tâm đến cổ phiếu mà quy mô quá nhỏ. Đó, chia sẻ về nhóm phân bón như thế. Dạ vâng ạ. Lúc nãy là anh Văn có nhắc đến nhóm ngành tiêu dùng, nhóm consumer là nhóm có thể đáng chú ý trong quý 4. Thì nhà đầu tư Thành Long ở đây có câu hỏi là thế thì với Vinamilk thì cái trong cậu có cơ hội ngắn hạn tăng giá cho cổ phiếu Vinamilk không ạ? Một câu hỏi rất hay, thì mình có phân tích Vinamilk rồi thì mình sẽ nghĩ như vậy. Nếu như xem xét ra Vinamilk đang là cổ phiếu đầu ngành của ngành tiêu dùng hàng thiết yếu nha. Cái này là tiêu dùng hàng thiết yếu là liên quan đến sữa, thì đây là một cái chu kỳ của nó đang bắt đầu hình thành. Đây là một đại, đây mình vẽ như vậy nha. Ở đây là một đại giảm được thiết lập, đây là một đại giảm được thiết lập, và đến hiện tại nguyên cái khung này là một cân tích lũy khoảng 3 tháng đang được thiết lập, và sau cân tích lũy này hiện tại đang là một xuống tăng giá, một xuống tăng giá có thể khởi động theo đúng lý thuyết, thì dẫn đến là mọi người hoàn toàn có thể bắt được. Vậy các bạn làm gì nữa? Các bạn kiểm tra cơ bản của doanh nghiệp. Các bạn sẽ kiểm tra cơ bản của doanh nghiệp. Ví dụ các bạn kiểm tra Vinamilk. Vinamilk tốt không? Chắc chắn là Vinamilk đang ở trạng thái bão hòa, nhưng Vinamilk rất tốt. Tỷ lệ cổ tức rất cao, 4.1% so với hiện tại mặt bằng lãi suất hiện tại của nền kinh tế Việt Nam là đang khoảng 5-6%, mà định giá của nó là 18, B18, trong khi BE thường trung bình của Vinamilk đâu đó tầm là 22 cơ, 21-22, thì hiện tại nó rất rẻ, nên dẫn đến là mình rất là dễ để mình làm, để mình dễ được các bạn đi đi đầu tư tích sản ở đây một phần. Tại vì Vinamilk nó có thêm một cái câu chuyện là nó đã bắt đầu MA để nó thử nghiệm cái đà tăng trưởng mới, và một cổ phiếu tiếp theo của nó là sữa Mộc Châu, cũng sau giai đoạn giảm xuống thì đang hồi phục lên, và Mộc Châu thì hiệu quả kinh doanh tốt hơn đấy, thì dẫn đến là cái tổng hợp lực vô thì biết đâu là Vinamilk đang mở ra một cái chân sóng ngắn hạn thôi nha. Mình chưa nói gì vấn đề dài hạn hết, mình chỉ nói là ví dụ Vinamilk là một chân sóng ngắn hạn đến đây, đến mình bật cái khung tuần lên để các bạn biết là nó sẽ quanh đâu móc đâu đây. Ví dụ đây 110 cho một phi vụ đầu tư ngắn hạn và trung hạn là như vậy, nó rất tuyệt vời rồi. 90 lên 110 là hơn 20% rồi, mà gọi là chỉ trả lại về vùng cân đi của giá thôi. Đó thì cái câu chuyện là mình chia sẻ liên quan Vinamilk, và nó cũng dẫn dắt mọi người cách gì khi phân tích đó, thì hãy xem xét chuyển động của giá nè, xem xét chuyển động của cơ bản là nó có ráp vô với nhau hay không. Đó thì mọi người dạ, tham vâng khảo ạ. Nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Văn về quan điểm về xu hướng giá của Vinamilk trong ngắn hạn tiếp thời gian tới ạ. Có
hai nhà đầu tư là khá quan tâm đến xu hướng tăng giá của hay là xu hướng giá của ngành ngân hàng trong thời gian tới ạ. Cụ thể ở đây có một cái mã tiêu biểu nhà đầu tư muốn nói đến là mã VIB ạ. Thì anh Văn có quan điểm gì về xu hướng của cổ phiếu VIB hay là của ngành ngân hàng không ạ? Hồi nãy thì mình có chia sẻ nhóm ngành ngân hàng rồi. Đây là một cái chỉ số đại diện của nhóm ngân hàng. Thì mình thấy đây là nếu các bạn bật khung ngày ra nha, trong ngắn hạn nha, trong ngắn hạn nếu các bạn phải, thực ra nếu mà ai các bạn là nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn đó, thì bạn nên học, nên thật sự học nhiều về phân tích kỹ thuật, nên thật sự học nhiều phân tích kỹ thuật, thì nó là một công cụ rất hữu hiệu cho mọi người. Trong ngắn hạn hiện tại là hầu như nhóm ngân hàng đang bị cái gì, nhóm ngân hàng đang bị là giảm lại so với index. Và nếu như các bạn xem xét giữa gọi là so sánh nhóm ngân hàng với chỉ số index, thì các bạn sẽ thấy là đây là ở dưới là chỉ số index nè, mình refer index ở dưới nha, thì các bạn sẽ thấy là đợt này là cổ phiếu ngân hàng giảm cùng với index và đi ngang. Nhưng nếu so sánh với nhóm mà gọi là VN Small Cap đi, VNSML gọi là Mid Cap đi, các bạn sẽ thấy là khác biệt liền. Thì dẫn đến là để tối ưu hóa dòng tiền gọi là dành cho người đầu tư có năng lực nha, tối ưu hóa dòng tiền, thì tại thời điểm hiện tại, thì họ chỉ nên tập trung dòng tiền vào những nhóm có xu hướng. Còn hiện tại nhóm ngân hàng chưa có xu hướng. Vậy quay lại bên đây, chỉ cần các bạn biết cách xác định thì bạn thấy là nhóm hiện tại chưa có xu hướng để các bạn giao dịch ngân hàng. Nhưng hỏi các bạn tích sản được không, tích sản đầu tư ở cổ phiếu ngân hàng được không? Được. Các bạn liên hệ với bên trung tâm tư vấn đầu tư của VND sẽ hướng dẫn cho các bạn đầy đủ luôn về cách tích sản và chọn được cổ phiếu ngon nhất của nhóm ngành ngân hàng luôn để các bạn mua. Thì mình nhớ là ví dụ đầu tư Techcombank mà mua đều đâu từ năm ngoái đến bây giờ là hầu như đều lời hết từ cái tích sản của VND ấy. Đó là một cái cách để mọi người tích lũy tài sản. Còn ok, mình sẽ trả lời chi tiết vô cái câu trả lời của bạn là VIB mua được không. VIB hiện tại không mua được. Đây là một cái xu thế đang xuống và các diễn biến này chỉ là trong ngắn hạn, là nhịp hồi trong ngắn hạn thôi. Điều mình cần là cần cái gì, là một trạng thái đi ngang của cổ phiếu, nó cần một cái trend range như vậy, đi ngang quanh đó rồi sau đó nó hình thành gì, một xuống lên như vậy thì nó mới hấp dẫn mình, chứ còn hiện tại chẳng có gì để giao dịch hết. Đó, chia sẻ mình VIP như vậy. Dạ vâng, cảm ơn anh Văn ạ. Có các nhà đầu tư ở đây là đang khá là muốn hỏi về nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp ạ. Cụ thể là cái mục tiêu của những mã như là ITA hay là IDC hay là KBC ạ, thì anh Văn có thể chia sẻ của mình về nhóm cổ phiếu này không ạ? Nếu mà xét ra trong nhóm bất động sản khu công nghiệp, mình sẽ nói cho các bạn biết nhóm những cổ phiếu nào có xu hướng tăng mạnh nhất. Xu hướng tăng mạnh nhất thì có là IDC đang tăng mạnh nhất. Thì các bạn chỉ cần follow những cái trường hợp này. Còn về nếu mà nói định giá thì thực ra là về một nguyên tắc về các bạn follow theo xu hướng để các bạn giao dịch thì các bạn sẽ không có định. Không ai dự đoán trước được định hết, thì các bạn cứ follow xu hướng thôi. Còn nếu các bạn cần á, thì các bạn có thể liên hệ với cái người đang kê bai của bạn á, người đang quản lý tài khoản của bạn á. Họ sẽ cung cấp cho các bạn các báo cáo phân tích của doanh nghiệp này để kết hợp thông tin cơ bản lẫn thông tin về xu hướng giá để các bạn quyết định được cái này có phải là một cái vùng giá mà các bạn có thể tiếp tục follow hay không. Còn hiện tại mình nói là cái này vẫn là một cái xu hướng tăng rất tốt và đang là xu hướng tăng mạnh nhất của nhóm ngành bất động sản công nghiệp là IDC. Thứ hai là KBC. KBC thì mình biết nhiều hơn. KBC thì mình có thể nói với các bạn là thiên thời của KBC nó đang dịch đến. Và những cái chuẩn bị của KBC nó đang rõ ràng. Thì sắp tới thì KBC có phát hành lẻ thành công 100 triệu cổ phiếu. Giá khoảng từ, mình không nhớ rõ, giá thấp nhất là giá 28, còn giá trung bình hiện tại sau 30 ngày thì nó đâu đó khoảng là giá 40. Thì nó dẫn đến là phát hành được 4.000 tỷ, từ 2.800 tỷ cho đến 4.000 tỷ. Thì cái đó sẽ thặng dư cho cổ đông rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là cái nguồn vốn được phân bổ một phần cho các dự án Tràng Cát. Tràng Cát ở Hải Phòng quy mô rất là lớn. Và cái khu vực phía Bắc là khu hoạt động chính của KBC, hiện tại là không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nhiều. Nên là có ký kết các hợp đồng với các doanh nghiệp hàng đầu
từ nguồn vốn FDI về Việt Nam và làm việc với KBC, thì nghĩa là cái điều kiện để KBC nó hình thành cái gọi xu thế lớn nó rất là hợp lý. Thì các bạn sẽ thấy là đồ thị tháng của KBC thì các bạn nguyên từ giai đoạn 2015 cho đến 2020 thì đi ngang đó, thì đến bây giờ mới đang xu thế tăng trở lại, và nó đúng với xu thế gì, vị thế của KBC chuẩn bị các dự án, chuẩn bị quỹ đất, chuẩn bị rất nhiều thứ để chờ cái xu thế đón đầu sau hết dịch của nền kinh tế Việt Nam. Thì mình không định giá được với KBC, sẽ có một số cái báo cáo phân tích chi tiết của các công ty chứng khoán và trong đó có VND, thì định giá nó ở vùng ở trên, và mình chỉ nói là ở đây là một cơ hội giao dịch. Rồi, ok, chia sẻ với mọi người như thế. Dạ vâng ạ. Tiếp theo là nhà đầu tư Minh ạ, có một câu hỏi về cái xu hướng giá tiếp theo của mã Dabaco ạ, một mã thuộc ngành chăn nuôi ạ. Thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm của mình không ạ? Dabaco hơi khó phân tích nhỉ. Tại vì thật sự là nói gì ta, khi mà mọi người hỏi như vậy mình giống như bách khoa toàn thư, sao phải trả lời tất cả câu với tất cả mọi thứ của mọi người. Thì nếu mà xét ra xu hướng của nó đang là xu hướng tăng dần và yếu dần đi, cái động lực của nó đang yếu dần đi theo khung tháng, và nếu như mọi người thấy thì nó cũng dần dần nó yếu đi, thì dẫn đến là cái kỹ thuật giao dịch nha, cái kỹ thuật giao dịch mà mình chỉ cho mọi người một xíu, mình hướng dẫn cho chia sẻ với mọi người thôi nha. Thì ở đây dần dần các bạn thấy là khi các bạn giao dịch như vậy thì nó tiệm cận với cân ở trên rồi, nó tiệm cận với cái biên độ ở trên rồi, và những cái điểm này là có ý nghĩa về mặt thống kê, nên nhớ là mọi người ở đây mọi người đừng kỳ vọng nó vượt đỉnh, trừ khi sao, trừ khi nó bùng nổ về lợi nhuận cực kỳ mạnh. Nhưng mà trong năm 2020 thì như Khôi biết đúng không, là điểm rơi về lợi nhuận của Dabaco nằm 2020 rồi, Vâng. 2021 làm gì còn điểm rơi nữa, khi mà giá mọi thứ nó đều ở chỉ mức là xem mấy năm ngoái hoặc thấp hơn. Thì dẫn đến là cái việc mà mọi kỳ vọng là nó sao, nó vượt cái này luôn thì mình thấy nó hơi khó, nên là các bạn cứ chờ Vâng. đến chiết khấu rẻ lại thì mình mua, còn giờ thì đừng có vội. Nên ok, câu chia sẻ của mình là khúc này thì đừng có tham, khúc này chốt lời nghỉ, chuyển sang nhóm khác, chờ những cơ hội tiếp theo nó sẽ phù hợp hơn. Dạ vâng ạ. Nhà đầu tư Thanh Xuân có câu hỏi với anh Văn là về nhận định về DigiWorld ạ. DigiWorld rất hay. Thực ra là đây cái mũi tên mình chỉ đây là mình có phân tích DigiWorld trên đợt này. Giờ này đến bây giờ thì DigiWorld vẫn tăng. Và mình gọi là hơi bất ngờ với một đà tăng mạnh mẽ này của DigiWorld, tại vì mình định giá đâu đó khoảng 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 vùng này. Khoảng vùng này thôi. Nhưng mà thực sự là đúng là cái triển vọng của DigiWorld nó rất hấp dẫn. Cái triển vọng của DigiWorld nó rất hấp dẫn về mặt là cái mình nghĩ là do thông tin nó tăng đợt này á, nó liên quan đến việc là các bạn sẽ thấy là nhu cầu học online bây giờ của các bạn học sinh đang cực kỳ nhiều. Và bây giờ thực sự là mình cũng có cháu, là cháu của mình hầu như là đứa nào cũng học phải có máy tính hoặc có gì hết, và sau khi hết giãn cách thì chắc chắn là cái đợt là người ta phải mua rất là nhiều và người ta sẵn sàng với tinh thần đó, tại vì không biết là cái dịch này là chắc chắn là phải sống chung với Covid rồi, và đối tượng trẻ em là đối tượng hiện tại là chưa được tiêm vaccine, nên dẫn đến là cái nhu cầu về mua máy móc để tài trợ, để trang thiết bị cho cái nhu cầu học online nó sẽ nhiều hơn. Và DigiWorld là sao? DigiWorld là đơn vị hàng đầu của làm chuyện đó, nên dẫn đến người ta sẵn sàng trả giá cao hơn cho DigiWorld. Và mọi người cũng phải 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 thừa nhận với mình một điều vậy nè, nếu các bạn lên trang Discord này của Vin đi, các bạn đánh giá DigiWorld thì mình đảm bảo là các bạn sẽ thấy hệ số rất tuyệt vời. Cái này mình không nói, cái này là thấp là do gì, do cái vị thế của doanh nghiệp ở đây nó ghi thấp, nhưng mà tất cả các hệ số còn lại của DigiWorld đều rất cao. Tức là dần dần nhìn tổng số chung và các bạn phải nhìn tổng số nhỏ nữa, và các bạn thấy nè, cái mức tăng giá, tăng về hoạt động kinh doanh của DigiWorld, tăng trưởng về lợi nhuận nè, lợi nhuận sau thuế nè, theo năm nha, đấy các bạn thấy không, theo năm các bạn thấy không, tăng rất mạnh và bây giờ còn mạnh hơn nữa. Mình nhớ là quý 2 vừa rồi tăng trưởng hơn 100%. Thì dẫn đến là những cái sức bật rất mạnh mẽ từ cơ bản của doanh nghiệp như vậy, dẫn đến là cái đà của doanh nghiệp này nó vẫn còn, và người ta sẵn sàng trả giá cao hơn cho DigiWorld rất là nhiều. Đây là tiêu biểu của doanh nghiệp. Nếu các bạn biết cái công thức về cơ hội đầu tư thì hoàn toàn các bạn sẽ kiếm được tiền bằng lần từ những doanh nghiệp này luôn. Đây, các bạn sẽ rút ngắn cái thời gian để các bạn
tự do tài chính số bằng việc là sở hữu những cái tài sản tuyệt vời như vậy. Đây, một đà tăng giá rất mạnh mẽ từ 2020 đến giờ. Và mình nghĩ chắc là top tăng mạnh nhất tăng 10 lần từ giá là giá 10 cho đến bây giờ. Đó, chia sẻ với DJ là thế. Cơ hội vẫn còn nha mọi người. Nhưng mà nên có kỹ thuật giao dịch một chút xíu, tại vì những cái biến động này, những biến động ngắn hạn nó rất là gắt. Khung ở trên đây là khi các bạn tham gia vô sẽ bị chốt lời, áp lực chốt lời rất nhiều. Các bạn phải biết đâu là cái lợi thế để mình giao dịch, cái điểm mua của mình nó phải phù hợp. Vâng, cổ phiếu rất ấn tượng đúng không ạ? Tăng đến 9-10 lần trong vòng 1 năm DigiWorld. Tiếp theo là các nhà đầu tư có câu hỏi về nhóm bất động sản đấy ạ. Cụ thể ở đây là nhận định về Vinhomes, DIG, LCG và Hà Đô ạ. mình nói Vinhomes trước đi. Vinhomes là doanh nghiệp bất động sản. Trong một cái bài mà chia sẻ của bên tư vấn đầu tư á, trung tâm tư vấn đầu tư của PND á, thì có đánh giá Vinhomes là một trong những nghiệp là có cực kỳ nhiều lợi thế cạnh tranh và tạo giá trị. Và nếu như các bạn xem xét ở trên đây thì các bạn thấy Vinhomes cũng y như vậy luôn. Vinhomes cũng y như vậy luôn. Tức là hệ số 7.2 là hệ số rất cao của nhóm bất động sản. Và cái đà tăng trưởng về lợi nhuận của Vinhomes thì sao? Các bạn bật vô đây báo cáo tài chính nè, kết quả doanh nè, các bạn sẽ thấy nè, quý 2 nè, quý 2 năm 2021 nè, lợi nhuận sau thuế là 10.000 tỷ nè, so sánh với quý 2 năm 2020 nè, 3.000 nè, là tăng gấp 3 lần đúng không mọi người? Rồi đà tăng vẫn còn, và dẫn đến là cái EPS tăng rất mạnh. Và EPS hiện tại của Vinhomes là bao nhiêu? Mọi người nhớ không? Hiện tại của Vinhomes, EPS đang là 10.000. 10.000. Và PE đang là 10 luôn. Này chưa tính cái phần là giao dịch vừa rồi, giao dịch gọi là cổ phiếu thượng vừa rồi của Vinhomes. Thì dẫn đến các bạn sẽ thấy là một doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường bất động sản mà PE có 10 à, mà cấu trúc tài chính rất là mạnh. Thì dẫn đến là gì? Nếu như xem xét đây là một khoản đầu tư về tài sản, đầu tư về tài sản nha, thì các bạn nên tích lũy để các bạn mua. Còn nếu như hỏi là cơ hội đầu cơ giá hay không, thì mình nghĩ là các bạn chưa nên mua. Đây là cái doanh nghiệp hàng đầu mình đánh giá rất là hay để mình mua, mình tích sản. Tại vì nói gì nói, tài sản của người dân Việt Nam chắc mình nghĩ là khoảng trên 50%, 50-70% nó phải đến từ bất động sản. Và đây là những cái doanh nghiệp mà tạo ra giá trị cho xã hội rất nhiều. Các khu đô thị thay đổi cái bộ mặt của nền kinh tế Việt Nam rất là nhiều, là Vinhomes. Và năng lực hoàn thiện dự án của Vinhomes rất rất tốt. Rồi ở các dự án khác, các doanh nghiệp khác, ví dụ DIG. Thì DIG thì mình sẽ có một cái cảnh báo mọi người là nó có cái phần là thông tin liên quan đến việc là nhà đầu tư cổ đông lớn á, thì họ bán nhiều và dẫn đến là giai đoạn này thì mọi người cũng không nên mua. Thực ra cái điểm rơi của bất động sản đó, nó phải đến từ quý 2 cơ. Quý 2 năm 2022. Tại vì hiện tại đối với cái việc mà dịch Covid nó kéo dài như vậy, nó làm cho cái quỹ dự phòng và quỹ tiết kiệm của người dân nó đang bị sụt giảm xuống rất là nhiều. Nên giai đoạn hiện tại người ta phải lo gì? Lo lắng đến việc sinh tồn và lo những cái điều kiện thiết yếu trước. Còn nhu cầu về đầu tư bất động sản á, thì hoặc là gọi là thực sự là sóng lớn với bất động sản thì mình nghĩ là nó phải là quý 1, quý 2 năm 2022. Thì đến lúc đó những doanh nghiệp này nè, với quỹ đất rất là nhiều nè, sẽ là một cơ hội rất lớn. Thì Likosi thì hồi nãy mình có nói rồi, Likosi liên quan đến việc đầu tư công thì thực sự là cái này là kỳ vọng nhiều hơn là so với số lượng thực. Đó, thì mình chia sẻ như vậy để mọi người người tham khảo. Dạ vâng ạ. Có hai nhà đầu tư là muốn hỏi anh Văn về nhận định của mã Hà Đô và mã BCG Bamboo Capital. Thì như em được biết là hai mã này là có cái điểm tương đồng là đều có mặt ở điện trong cả lĩnh vực bất động sản và năng lượng đúng không ạ? Thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm về hai mã này không ạ? Hà Đô thì nó có một cái điều mà thật sự là mình không thích là quý 2 vừa rồi là kết quả doanh ra là sụt giảm so với cùng kỳ mà giá vẫn tăng.
cái điều này là cái điều mình cực kỳ không thích khi giá tăng không phải do lợi nhuận tăng. Mình chia sẻ với mọi người với cái kiểu là cái cách đi chính thống mà mình hay làm nha. Yêu cầu giá tăng là phải đến từ lợi nhuận nội tại của doanh nghiệp tăng, thì đó mới là cái đi bền vững, và đi bền vững trong dài hạn luôn đó. Các bạn cứ thấy những doanh nghiệp nào tạo ra lợi nhuận càng càng nhiều thì giá trị của doanh nghiệp nó càng ngày càng tăng. Và nếu mà trong ngắn hạn này hiện tại thì mình thấy là nó chưa, Hà Đô nó chưa tương xứng với chuyện đó. Còn tất nhiên là cái kỳ vọng quý 3, quý 4 cái số liệu nó sẽ tích cực hơn, là liên quan đến việc là hạch toán dự án này, liên quan đến cái dự án năng lượng đi vào hoạt động này. Thì ok, cái đó là cái mà người ta đang kỳ vọng nhiều, và bây giờ như Khôi thấy là nhà đầu tư bị kỳ vọng nhiều hơn so với số liệu thực, đúng không? Đúng rồi. Vâng. Vậy nên là mình phải biết cái kỳ vọng của mình nó có mức giới hạn như thế nào. Còn hiện tại đối với Hà Đô thì mình thấy là xu hướng của Hà Đô đang lên rất rõ ràng. Nhưng mà thực ra là bản chất là doanh nghiệp Hà Đô là doanh nghiệp rất tốt. Chẳng qua là những nhà đầu tư đang tham gia thị trường thì mọi người bị kỳ vọng hơi quá về Hà Đô thôi. Kỳ vọng hơi quá về cái triển vọng sắp tới của nó hơn là so với số lượng thật của Hà Đô. Nên là dẫn đến là cái đà tăng giá của Hà Đô đang hình thành. Thì mình vẫn nói đây là một cái xu hướng giá tăng hình thành rất tốt. Bamboo Capital thì nó cũng y chang như vậy luôn. Nhưng mà được cái thì các số liệu về năng lượng của Bamboo Capital trong giai đoạn từ giờ đến cuối năm á, thì nó rất hấp dẫn. Nên dẫn đến cái đà tăng giá này nó đang hình thành. Và nếu như xét ra thì trạng thái này đang là trạng thái điều chỉnh. Và các bạn hoàn toàn có thể follow những cái kênh như là Hà Đô, BCG để tối ưu hóa cái cơ hội giao dịch của mình. Đây là những cái cơ hội giao dịch thật sự rõ, mà các bạn phải bổ sung thêm một xíu thông tin, nữa là mình hiểu thật sự cái khả năng hạch toán lợi nhuận trong quý 3, quý 4 nó đến doanh nghiệp này như thế nào để nó phù hợp với định giá. Đừng bao giờ giao dịch nó quá mức định giá, vì đó các bạn sẽ khá rủi ro. Vâng ạ. Nhà đầu tư Đăng Thái ạ, có câu hỏi đầu tiên về tích sản đấy ạ, là hỏi anh Văn là xem Hòa Phát là có mua tích sản được không ạ? Hòa Phát mua tích sản, Hòa Phát vẫn mua tích sản được. Bản chất là đây là một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và đang trong chu kỳ tăng trưởng, và nó không phải là góc nhìn ở thời điểm là năm 2020 cho đến 2021 đâu, mà các bạn phải góc nhìn là nó lớn hơn. Tại vì mình chia sẻ với các bạn nha, giai đoạn 2020 khi mình 2010 khi mình mới bắt đầu làm phân tích thì lợi nhuận lúc đó một năm của Hòa Phát đâu nó có 1.000 tỷ, mà trong đến bây giờ thì lợi nhuận của Hòa Phát nó bao nhiêu tỷ rồi thôi. Nhận vụ quý vừa rồi của Hòa Phát bao nhiêu tỷ thôi nhau, 10.000 tỷ, Em cũng không nhớ đâu, chắc phải xem lại đấy ạ. tức là cái quy mô nó lớn cực kỳ nhiều luôn mọi người thấy không. Và cái đà tăng giá của Hòa Phát tăng rất kinh khủng. Và nếu mà nói về ban lãnh đạo và nói về cái việc là tạo ra giá trị hình ảnh cho nền kinh tế Việt Nam thì Hòa Phát đang làm được những chuyện đó rất rõ ràng, và các bạn hoàn toàn có thể tham khảo tất cả các báo cáo đi, thì nói rằng đây là một cơ hội đầu tư tuyệt vời. Thì dẫn đến là đây là một cơ hội đầu tư tuyệt vời thì các bạn cứ mua tích sản thôi, cứ mua tích sản, và chắc chắn là doanh nghiệp này nó sẽ tạo ra value cho mọi người càng nhiều trong dài hạn. Dạ vâng ạ. Tiếp theo là nhà đầu tư Tiến Hoàng ạ, có câu hỏi với anh Văn là HAG là trong ngắn hạn có bật lên được không ở vùng giá hiện tại ạ? HAG ngắn hạn, nếu như mà nói về thuần túy về TA nha, thì đây là trong giai đoạn sideways. Đây là đang trong giai đoạn sideways đúng không mọi người? Và những cái biến động giá mà trong giai đoạn sideways này mình sẽ không biết được, nó chỉ giao dịch trong biên độ này thôi. Thì nếu như các bạn gọi là các bạn giao dịch trong biên độ này ok được. Nhưng nếu các bạn hỏi mình là có nên hay không thì mình nghĩ là không nên. Giao dịch mà trong kênh sideways là một cái giao dịch mà nó làm bào mòn cái năng lượng của mình rất là nhiều. Hãy quan tâm đến các xu hướng lớn, có rất nhiều cổ phiếu đang trong xu hướng lớn rất tuyệt vời. Hãy quan tâm xu hướng lớn, và đặc biệt là Hoàng Gia Lai còn rất nhiều cái câu chuyện liên quan phải tái cấu trúc và đang là doanh nghiệp thua lỗ. Hãy tập trung vào doanh nghiệp và tạo ra giá trị. Ví dụ hồi nãy là mình nói là Hoa Sen nè, Hoa Sen đang tăng giá nè, Nam Kim đang tăng giá nè, nhóm ngành sắt thép đúng không, hoặc là những nhóm ngành chứng khoán như VND đang tăng nè. Các bạn nên nên tập trung vào xuống tăng giá và tăng trưởng lợi nhuận, thì như vậy nó sẽ bền và đều cho mọi người hơn.
Dạ vâng ạ, vì thời lượng chương trình là sắp là hết ạ, nên là em xin phép là nhận một câu hỏi nữa thôi ạ. Thì nhà đầu tư Khánh Duy ở đây là có hỏi câu hỏi với anh Văn là nhận định như thế nào về Đạt Phương ạ? Đạt Phương là một doanh nghiệp mạnh, tăng rất mạnh, và nó là tiêu biểu của nhóm ngành gì mọi người không? Nhóm ngành liên quan đến xây dựng điện, năng lượng điện. Thì ở đây có Đạt Phương này, có BC1 nè, có BC1 nè, Đạt Phương, BC1, rồi BCG này. Đó, thì nhưng mà đặc thù của Đạt Phương nó có tính chất đầu cơ cao hơn nữa. Đó, nên dẫn đến cái đà tăng của Đạt Phương nó rất là mạnh. Và mình nghe nói là sách có hạch toán dự án gì nữa, mình không có check kỹ về cơ bản, nhưng mà mình chỉ nói mọi người là đây mới là cái mà mọi người chỉ cần đi đúng nhóm, đi đúng nhóm ngành, đi hiểu bản chất doanh nghiệp, hiểu và xuống giá doanh nghiệp, các bạn sẽ kiếm được. Đây, hôm nay mình mới bán, mình chia sẻ vui mọi người, hôm nay mình mới chốt được ít Đạt Phương đó, nhưng mà mình không có ý là bán xong rồi biến, mà luôn luôn ở đây sẽ là những cơ hội giao dịch liên tục. Tại vì các bạn sẽ thấy là từ đây hình thành xuống lên, điều chỉnh tăng, điều chỉnh tăng, điều chỉnh. Việc của mình là một người giao dịch là follow theo xu hướng ở những cổ phiếu, những nhóm ngành nó được gì, được đang là thu hút dòng tiền của thị trường, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, thì các bạn chỉ cần follow như vậy thôi, biết đâu nó sẽ mở ra cơ hội để các bạn giao dịch. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn anh Văn ạ. Bây giờ đã là 5:03 và chương trình thì cũng sắp đến hồi kết. Nên là em rất là xin cảm ơn sự tham gia của anh Văn hôm nay, chia sẻ cho nhà đầu tư về cái nhìn rất là sâu sát cũng như là cập nhật nhất về các cổ phiếu ạ. Cảm ơn anh Văn ạ. Xin chào mọi người. Dạ vâng ạ. Trước khi kết thúc chương trình thì em cũng muốn chia sẻ những cái khóa học hiện tại của VN Direct dành cho nhà đầu tư. Hy vọng là các nhà đầu tư có thể cân nhắc tham gia những cái khóa học này để có thể có thêm những cái kiến thức về đầu tư cũng như là kiến thức về tài chính ạ. Anh chị có thể dùng điện thoại quét mã QR code ở dưới để có thể tìm hiểu thêm về các khóa học đầu tư trực tuyến hiện tại của VN Direct ạ. Okay, bây giờ đã là 5:05 và em xin phép kết thúc chương trình ở đây ạ. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia, xin cảm ơn anh Văn cũng đã tham gia và chia sẻ với các nhà đầu tư ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào mọi người.